vn. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn về dòng một dòng máy nữa, cũng là sản phẩm chính hãng. Đây là sản phẩm máy cưa gỗ DWE561 của hãng Dewar. Bây giờ thì mình xin giới thiệu là một trong thùng một cái sản phẩm chính hãng máy cưa gỗ DWE561 thì sẽ gồm những phụ tùng phụ kiện như thế nào. Đầu tiên chúng ta thấy đó là đây là thùng ngoài của máy. Các bạn có thể quan sát nó có màu rất là bắt mắt là màu vàng. Đây cũng là một màu thương hiệu của Dewar, là màu vàng của chúng ta, vàng đen. Các phụ tùng đi kèm với nó là gồm một cái đĩa. Đây là cái đĩa cắt gỗ. Đĩa này gồm 36 răng. Đây là cái đĩa của chúng ta. Đây là cái khóa để tháo lắp đĩa vào trong cái máy. Đây là cái cử để chúng ta giúp chúng ta cắt những đường thẳng trên những mặt phẳng. Đây là catalog hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Đây thành phần quan trọng của nhất của chúng ta, đây là máy cưa gỗ DWE561. Máy này có công suất là 1200W, đĩa của nó là 184 mm. Nó có thể cắt được thẳng và cắt góc nghiêng 90 độ. Nó thể có thể cắt được trên các vật liệu như là gỗ, sắt. Các bạn có thể xem, đây là máy của chúng ta. Thì máy này nó sử dụng với công tắc của nó là công tắc một cấp tốc độ, là khi các bạn bóp vào thì nó chỉ có một cấp tốc độ là chạy, như thế là chạy xuyên suốt trong quá trình sử dụng. Và đây là công tắc của chúng ta. Đây là công tắc của chúng ta. Và nếu như các bạn sử dụng lâu dài thì nó có nút để giữ lại, để khi các bạn không cần phải bóp hoài thì các bạn chỉ cần nhấn vào và bóp nút này thì nó sẽ giữ lại và máy sẽ chạy liên tục. Và nếu các bạn muốn trả về ban đầu thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái là nó sẽ nhảy ra về tốc độ ban đầu. Mình đã giới thiệu xong về các phụ tùng phụ kiện và những thành phần quan trọng của máy. Thì các bạn có thắc mắc gì thì cứ để comment bên bên dưới video, thì bên mình sẽ có đội ngũ chuyên viên tư vấn sẽ phản hồi các comment của các bạn và tư vấn cho các bạn tốt nhất. Nếu các bạn muốn biết sản phẩm rõ hơn thì có gọi về số hotline là 0888 571 179 để biết thêm thông tin chi tiết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tất cả các bạn.